Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến Vương cung Thánh đường ở Bali, Notre Dame de Paris. Tiếng Anh có nghĩa là Our Lady of Paris. Đây là một trong những cái vương cung thánh đường lớn nhất thế giới. Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn là phỏng theo cái mô hình của nhà thờ Đức Bà Vương cung Thánh đường ở Bali. Nhưng mà kích thước thì bé hơn. Nhà thờ Đức Bà có thể đặt vào trong lòng của nhà thờ Vương cung Thánh đường Bali một cách dễ dàng. Bởi vì quý vị biết rằng là nhà thờ Thánh đường Bali dài bao nhiêu? Dài 128 thước. Bề ngang bao nhiêu? 48 thước. Bề cao của hai cái tháp 69 thước. Ở giữa nhà thờ trên đỉnh lại có một cái tháp nhỏ, nhưng mà tháp nó cao đến 91 thước 44 phân. Đây là một cái kiến trúc từ thời trước Trung Cổ, được xây dựng vào năm 1163. Đó là cái lúc đặt viên đá đầu tiên dưới sự chủ tọa của Đức Giám mục Maurice Shirley. Đức Giám mục Maurice Shirley của Paris đặt viên đá đầu tiên. Ngài làm giám mục thành Paris đến năm 1197. Và sau đó thì các đức giám mục tiếp tục để mà xây cất, lúc thì thêm cái tháp, lúc thì thêm cái mái, lúc thì thêm những cái mô hình. Bởi vì cái nhà ngôi thánh đường này là xây theo Gothic architecture, tức là xây theo cái trường phái kiến trúc của Gothic. Và cái trường phái Gothic này rất phổ thông cho đến giữa thế kỷ thứ 11, thứ 15, tức là thời Trung Cổ. Và kết thúc thì ngôi thánh đường này hoàn tất vào năm 1350. Lúc bây giờ là Đức Hồng Y gọi là Đức Hồng Y, cái thời vua là vua Louis thứ 9 và thế kỷ thứ 13. Đặc biệt trong cái ngôi thánh đường này, nó có rất nhiều những cái hình ảnh và những cái dữ kiện mà được đem từ ngoại quốc về. Và rất may trong một cái trận cháy này, nó xuất phát là vì trong lúc nhà thờ đang trong tình trạng renovation, tức là đang trùng tu. Vì ngôi nhà thờ trên 800 tuổi, vì vậy cho nên có rất nhiều chỗ nó đã bị hư hỏng, mục nát. Có nhiều bức tượng nó đã rơi và vỡ, cho nên phải trùng tu trở lại. Thì trong cái giàn giáo để mà trùng tu đó, thì có một người thợ vô tình vào lúc 6 giờ 30 chiều thứ hai vừa qua, anh ta đã sơ ý để cho dây điện nó chạm và nó bốc vào gỗ cháy. Bởi vì quý vị biết rằng là cái ngôi thánh đường này thâm sau 800 năm thì nó rất cũ vào, gỗ rất khô, cho nên dễ bốc cháy. Và kết quả nó lan tàn hết cả hơn một nửa cái máy của Vương cung Thánh đường, cộng thêm cái tháp ở giữa cao 91 thước bị sập. Nhưng mà rất may là cái khuôn viên dàn của những ngôi Vương cung Thánh đường chung quanh còn nguyên vẹn. Vì thế vấn đề trùng tu nó cũng không phải là khó khăn. Nhưng có một điều, có rất nhiều những cái tác phẩm về nghệ thuật, về hội họa nó bị tiêu hủy. Và có lẽ vì sự chúa quan phòng, cho nên hai cái vật quan trọng nhất đó là một số từ tượng thánh giá của Chúa ngày xưa trên đồi Golgotha, trên núi Sọ, và được ông vua Louis thứ 9 đem về ở trong thế kỷ thứ 13. Và cái gọi là cái mọng gai, tức là cái vòng gai ở trên đầu Chúa Giêsu. Nhiều người cho biết đấy là cái mọng gai mà gắn ở trên đầu Chúa Giêsu được đem về Vương cung Thánh đường. Nơi đây có hai cái di tích tuyệt vời, đó là vấn đề máu Thánh Chúa và vấn đề cái mọng gai ở trên đầu của Chúa Giêsu trong lúc chịu chết vẫn còn được thoát nhờ một ông linh mục. Ông linh mục đó là một linh mục tuyên úy, ngài là tuyên úy của
Sở Cứu Hỏa thủ đô Ba Lê. Và Ngài đã chạy vào trong vương cung linh đường, lên ngay cung thánh. Ngài lấy được cái vương miện bằng gai của Chúa và cái di sản ở những cây thánh giá của Chúa ngày xưa, và Ngài cứu được và đem ra hiện thời, đang để ở thành phố gọi là thị xã Paris, nơi thủ đô Paris và cung cuộc hành chánh vẫn để đó và đồng bào đang đến tôn thờ. Và vị linh mục đó có cái tên dễ thương lắm, Jean-Marc Fournier. Ngài là một vị anh hùng, bởi vì Ngài trong lúc dầu sôi lửa bỏng cháy sập luôn cả một cái tháp, mà Ngài vẫn chạy vào và cứu được cái vương miện của Chúa, cũng như là cái gọi là di sản thánh giá mà trên núi Sọ đã được đem về từ thời vua Louis thứ 9, thời thế kỷ thứ 13. Đây là một trong những cái thành công. Và một cái tuyệt vời nữa là cái gọi là Rose Window. Rose Window là một cái cửa sổ hình tròn, trong đó có ba lớp thủy tinh, mà thủy tinh không phải là thủy tinh trắng, mà là thủy tinh màu, thủy tinh in hình, tất cả những cái sự tiện về nghệ thuật còn nguyên vẹn, không bị phá hủy. Và Rose Window đó đã có trên 800 tuổi. Để quý vị thấy cái nền văn minh của nước Pháp, thời kỳ Gothic Architecture là một cái thời kỳ tuyệt vời nhất của nền văn minh nhân loại. Rồi chúng ta còn có một câu chuyện nữa, đó là câu chuyện những cái người mà đến chứng kiến cái cảnh cháy nhà thờ, họ lại quỳ xuống để cầu nguyện. Kẻ khóc, người la, người than, nhưng lại rất nhiều người quỳ xuống hát bản nhạc Magnifica, bản nhạc Ave Maria, để ca tụng Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã quan thầy và quan phòng cho ngôi thánh đường không bị tàn lụn, toàn vẹn, còn nguyên hết chung quanh. Chỉ có cái mái mà cũng chưa bị sụp hoàn toàn, cái mái chỉ có vào khoảng độ 2/3, và cái mái đó không dài bao nhiêu, 100 thước quý vị ạ. Cái mái của vương cung thánh đường dài đến 100 thước, cao đến 60 thước. Bởi vậy cho nên một cái sự phép lạ và mầu nhiệm không thể thiêu rụi toàn vẹn, mà trong khi những người mà lính cứu hỏa của Paris thì bị mang tiếng là đến chậm. Sau hơn một tiếng đồng hồ, họ mới đến được và họ mới bắt đầu đem những cái cần cẩu và xịt trước để dập tắt ngọn lửa. Và ngọn lửa cơn hỏa hoạn đã thiêu rụi những cái phần trong suốt 45 phút. Tức là vào khoảng gần 8 giờ tối họ mới có thể dập tan được cái ngọn lửa mà thiêu rụi vương thánh đường. Đây là một cái sự kiện mà chính Tổng thống Pháp của ông Emmanuel Macron đã phải đi bộ đến và cùng với phái đoàn và dân chúng để mà vừa xem vừa chiêm ngưỡng cái sự linh thiêng của Thượng Đế quan phòng cho dân chúng Pháp. Và ông nói rằng là không sao, chúng ta vẫn còn ngôi thánh đường và chúng ta sẽ xây dựng trở lại. Thì sau khi cái lời tuyên bố của ông Macron, thì ngày hôm sau, tức là sáng thứ ba, xin lỗi quý vị, cái số người mà ủng hộ tiền để vào cái quỹ xây dựng lại, trùng tu lại ngôi thánh đường, lên đến gần 800 triệu đô la. Trong đó chỉ có 3 gia đình đã hiến tặng 700 triệu đô la. Đó là gia đình của Vuitton, gia đình của Yves Saint Laurent và gia đình của Hennessy. Và một trong ba cái gia đình đó đều là tỷ phú. Gia đình tỷ phú thứ nhất là gia đình của anh chàng François William Henry đã tặng 113 triệu. Gia đình thứ hai là gia đình của Gucci và Arnold đã tặng 226 triệu. Gia đình thứ ba là công ty dầu hỏa French Oil Total tặng 113 triệu. Tổng cộng lại vào khoảng độ 700 triệu.
Đây là những số tiền của euro, chứ không phải là của Hoa Kỳ đô la. Còn số lại trên 100 triệu do đồng bào đóng góp. Và cái chủ trương này trong vòng một vài ngày nữa sẽ lên đến hơn 1 tỷ đô la. Nhưng dù sao đi nữa thì những cái danh la, người ta gọi là kiệt tác về hội họa, thì cũng không thể nào cứu lại được. Và bây giờ họ đang lo một cái vấn đề. Cái loại gỗ mà xây cái mái nhà của Vương cung Thánh đường Paris, giờ này nước Pháp không còn những cái cánh rừng già mà lại gỗ lớn, gỗ quý như thế nữa. Cho nên chắc họ phải mua ở những cái vùng cánh rừng ở bên rừng già Mã Lai, ở bên châu Phi. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là một cái sự quan phòng của Thượng Đế để cảnh cáo cho dân Pháp biết rằng là dân Pháp tội lỗi. Giờ này dân Pháp đủ thứ tội lỗi. Cho nên chúng ta chỉ nói sơ rằng những người đã quỳ và đã biết sám hối để hát những bản nhạc ca tụng Đức Nữ Trinh Nữ, và nhờ thế ngôi thánh đường đã được cứu thoát. Và đến giờ này thì là người ta tính vào khoảng ít nhất 30 năm nữa, nhanh nhất cũng phải 10 năm nữa mới có thể phục hồi lại được ngôi thánh đường. Nếu có đủ đồ, bây giờ phải đi kiếm mua, tiền bạc không đáng kể, nhưng mà không có giá. Và quý vị thấy rằng đây là một cái sự kiện mà cả thế giới đều ngưỡng mộ. Tổng thống Donald Trump nói rằng tôi rất đau khổ khi thấy hình ảnh Vương cung Thánh đường Paris, nơi mà tôi đã đến nó nhiều lần, bị thiêu rụi. Tuy rằng một phần. Rồi ông lãnh tụ của các quốc gia Âu Châu đều ngỏ lời tiếc nuối vì chúng ta đã mất đi một di sản của nhân loại không trọn vẹn. Bây giờ có xây lại đi nữa, có hàng tỷ đô la đi nữa, cũng không thể nào có những hình ảnh trọn vẹn như ngày xưa. Cho nên nói tóm lại, nước Pháp vừa trải qua một sự kiện rất đau lòng, đó là Vương cung Thánh đường Paris đã bị đốt một phần mà đã có từ 850 năm nay, đã trường tồn qua đệ nhất thế chiến, đã trường tồn qua đệ nhị thế chiến. Mà quý vị biết hai cái mặt trận đó là dân Đức Hitler, nó thả bom hàng chục ngàn quả ba lê, nhưng nó vẫn chừa lại ngôi thánh đường. Một là do thánh ý Thiên Chúa, hai là do cái lòng người nó mê về nghệ thuật. Đấy là một trong những cái sự kiện mà chúng ta cảm thấy hãnh diện và tri ân Thượng Đế.